Đây là nhà rông làng Đắc Pơ Trang, xã Đắc Pơ Si, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, được trưng dụng làm phòng học kép cho lớp 1 và 2 vào buổi sáng gồm 18 học sinh, còn buổi chiều dành cho lớp kép 3, 4 và 5 gồm 26 em. Các lớp kép này thuộc trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, xã Đắc Pơ Si. Cách đây hơn một tháng, hai chiếc cầu bắc qua sông Đắc Pơ Si bị nước lũ cuốn trôi nên các em không thể qua sông đến trường chính để học, đành phải học tại nhà rông. So với lại bên trường thì ở bên này cũng gặp một số khó khăn, tức là cơ sở vật chất thì không đảm bảo. Xong rồi nền nếp, mình dạy ghép lớp 1 với lớp 2 nên là nền nếp đã bị xáo trộn. Đối với học sinh hệ mầm non làng Đắc Pơ Trang cũng như học sinh bậc tiểu học, không thể qua sông đến trường chính để học, đành phải học nhờ tại nhà dân trong làng. Phòng học này, nhà trường mượn nhà ở của ông A Hom, chỉ rộng 14m2, nhưng hàng ngày có 24 cháu mầm non theo học. Tại lớp học này, nhà trường phân công hai giáo viên giảng dạy. Các cô cho biết, dạy học tại đây gặp khó khăn đủ bề. Ở đây thì nó cũng nói chung là không được như ở ngoài trường, tại vì ở trong đây cơ sở vật chất cũng không chưa được đầy đủ, không gian nhà thì chật, các cháu ngồi trong nhà nó nóng, cũng nhiều khi cũng thấy tội các em. Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, các giáo viên nơi đây gặp khó khăn về đường đến trường, phải đi qua đồi núi dốc lầy lội trơn trượt, khiến cho hành trình cõng chữ lên non của các giáo viên nơi đây thêm phần khó nhọc hiểm nguy. Câu chuyện sạt lở núi làm hàng chục người chết trong mùa mưa năm nay trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên càng làm cho đội ngũ giáo viên nơi đây thêm lo âu. Vất vả nhất là bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 9 và đến nửa tháng 10. Có năm thì đến đầu năm, đầu tháng 11. Đường đi thì nào là vừa đi vừa sợ nữa, sợ ta ly nó sạt lở này kia. Dù đường khó khăn chẳng nữa thì giáo viên cũng phải đến trường đến lớp và phải đi huy động học sinh. Học không cho học sinh vắng học và bỏ học. Trường hợp mà các em bỏ học thì giáo viên là phải đến tận nhà phụ huynh rồi huy động các em ra lớp. Ngày thường đi đã khó và mùa mưa càng khó gấp bội, nhưng những giáo viên nơi đây không ai từ bỏ mà luôn tìm đường bước lên phía trước, bởi nơi đó có hàng trăm học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn đang ngóng chờ họ từng ngày để được học cái chữ.